Pháp hội Hải Huệ Bồ Tát thứ 54, Hán bộ từ quyển 133 đến quyển 136, Hán dịch Bát Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở giữa hai cõi dục giới và sắc giới trong đại bửu phường đình cùng các hàng đại chúng vây quanh thuyết pháp. Bấy giờ nước tràn đầy cả đại thiên thế giới như đại hải, cũng như lúc kiếp tận mà thủy tai khởi lên. Dầu nước tràn đầy cả đại thiên thế giới như vậy, song các thế giới thiên cung quốc độ thành ấp tụ lạc nhà cửa rừng vườn đến trời sắc giới không hề bị hư hại. Tất cả đều như cũ, nhưng đại chúng đều thấy nước đầy tràn khắp mọi nơi. Trong nước mọc ra vô lượng hoa phân đà lợi thanh lưu ly, làm cọng, chân kim làm cánh, công đức bửu làm gương, đế thích bửu làm tua. Vòng quanh còn có vô lượng hoa ngang rộng 10 dặm tại trong đại bửu phường đình cao một cây đa la. Pháp hội đại chúng mỗi người đều riêng thấy tự mình ở trên hoa báo ấy. Hoa ấy lại phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Tất cả đại chúng đều vui mừng nghĩ rằng hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ được nghe pháp thù thắng di diệu. Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi dậy lễ chân Đức Phật hữu nhiễu ba vòng, quỳ dài trên hoa sen báo cung kính chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có duyên cớ gì mà nước tràn đầy cả đại thiên thế giới như đại hải, lại cũng như lúc kiếp tận thủy tai nổi lên, trong nước lại mọc vô lượng hoa sen trắng phát ánh sáng lớn chiếu khắp cả mười phương vô lượng thế giới? Đức Phật phán dạy: Này Di Lặc, ở hạ phương quá đại thiên thế giới di trần số quốc độ có một thế giới tên là Bửu Trang Nghiêm. Đức Phật tại thế giới ấy hiệu là Hải Trí Thần Thông Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nơi ấy có đại Bồ Tát hiệu là Hải Huệ cùng vô số Bồ Tát muốn đến đại bửu phường đình này để nghe kinh pháp nên hiện ra thoại ứng như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế giới Bửu Trang Nghiêm ở hạ phương cách đây quá xa, đại Bồ Tát Hải Huệ ở tại đó mà có nghe được lời Đức Thế Tôn nói pháp tại đây chăng? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, như nay người ở trước ta nghe tiếng ta nói thế nào thì Hải Huệ ở thế giới kia cũng nghe tiếng ta nói như vậy. Như nay ngươi cùng đại chúng trong pháp hội này thấy ta thế nào thì Hải Huệ ở thế giới kia thấy ta cũng như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát có thần thông chẳng thể nghĩ bàn, ở cách xa vô lượng thế giới mà có nhãn thông, nhĩ thông, vô ngại vô chướng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, có ai được nghe sự bất tư nghị này mà sẽ chẳng phát tâm vô thượng Bồ đề, chỉ trừ kẻ hạ liệt bất tiếu thôi. Bấy giờ Hải Huệ đại Bồ Tát đầy đủ sức vô lượng thần thông, trong khoảng một niệm ở thế giới kia ẩn mất, bỗng nhiên hiện ra trong đại bửu phường đình này, rồi liền nhập tam muội, làm cho tất cả đại chúng đều dõi thấy thế giới Bửu Trang Nghiêm. Bao nhiêu nhân dân, trời người cùng tất cả cảnh vật đều rõ ràng, cũng thấy Đức Phật Hải Trí Thần Thông cùng các đại chúng vây quanh thuyết pháp. Dùng thần thông lực cho đại chúng thấy những sự ấy rồi, Hải Huệ đại Bồ Tát từ tam muội an tường dậy rời chỗ ngồi, đến đảnh lễ chân Đức Phật hữu nhiễu ba vòng, dâng các thứ hoa hương kỹ nhạc ở thế giới mình cúng dường Đức Phật mà bạch rằng: Hạ phương Bửu Trang Nghiêm thế giới Hải Trí Thần Thông Như Lai gửi lời hỏi thăm Đức Thế Tôn cùng tất cả đại chúng vô lượng an ổn. Bạch xong, đại Bồ Tát Hải Huệ ngồi qua một phía trên bửu liên hoa. Phạm Thiên Dương hiệu là Tu Bi nghĩ rằng: Nay cớ sao có nước tràn đầy đại thiên thế giới mà chẳng phải là thủy tai?
ta nên đến hỏi Đức Phật. Phạm Thiên Vương Tu Bi liền cùng 68.000 Phạm Thiên đồng đến Đại Bửu Phường Đình, đánh lễ hữu nhiễu Đức Phật 3 vòng, rồi quỳ dài chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà cả đại thiên thế giới có đầy những hoa sen bảy báo trang nghiêm, chư Bồ Tát chúng vô lượng đều thứ đệ ngồi trên hoa báo, lại còn có nước tràn đầy khắp mọi nơi? Đức Phật bảo Phạm Thiên Vương: Này thiện nam tử, đây là thần thông lực của Đại Bồ Tát Hải Huệ. Phạm Thiên Vương Tu Bi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay Đức Phật nói kinh điển đại tập này còn chưa xong ư? Đức Phật phán bảo Phạm Thiên Vương: Này thiện nam tử, lạc thuyết vô ngại của Như Lai không có cùng tận. Này Phạm Vương, Đức Phật cùng vô lượng chư Đại Bồ Tát đại chúng quán sát pháp giới, giảng luận pháp giới, pháp lạc di diệu, cũng chẳng cùng tận. Phạm Thiên Vương bạch rằng: Đức Thế Tôn nói Đại Bồ Tát Hải Huệ ấy là ai vậy? Đức Phật nói: Này Phạm Thiên Vương, nay ông chẳng thấy vị Đại Bồ Tát đương ngồi trên hoa sen báo lớn 10 do tuần được chư Bồ Tát vây quanh cung kính tán thán đó ư? Thân Đại Bồ Tát ấy đoan nghiêm chiếu sáng, chỉ trừ Như Lai không còn ai sánh bằng. Phạm Thiên Vương Tu Bi được thấy Hải Huệ Đại Bồ Tát, sanh lòng cung kính, liền đánh lễ và nói rằng: Nếu có ai được thấy bậc chính sĩ này thì được lợi ích lớn, nay tôi được gặp cũng có lợi ích lớn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nay chánh pháp này sẽ còn được bao lâu? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, chánh pháp này như tuổi thọ của Như Lai, sau khi Phật nhập Niết Bàn, chư Đại Bồ Tát này cũng hộ trì pháp ấy. Tại sao? Vì kinh điển này là ấn của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Bấy giờ Hải Huệ Đại Bồ Tát dọt thân lên hư không cao 7 cây đa la, thị hiện thân mình cùng thần lực trí huệ, vì muốn cho đại chúng sanh tín tâm, cùng trang nghiêm kinh này mà tuyên nói kệ rằng: Hạ phương thế giới bửu trang nghiêm, hải trí thần thông Phật Thế Tôn, thường vì chúng sanh diễn diệu pháp, tôi nghe thọ trì dạy lại người. Nay tôi đến trong đại chúng này, cung kính cúng dường Thích Ca Phật, quyến thuộc cùng đến chư Bồ Tát, vì phá lòng nghi trong pháp này, nay tôi kính lễ đấng vô thượng, trần thiết cúng dường đúng như pháp, vì muốn trang nghiêm đại bồ đề, giáo hóa chúng sanh đạo vô thượng. Nếu quán sát pháp không có tướng, cũng đoạn ly được 3 thứ thọ. Nếu không tướng mạo và chủng tánh, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu chẳng tham trước ngã ngã sở, cũng lại tu tập nơi trung đạo, quán tất cả pháp như hư không, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu chẳng tham trước các cảnh giới, cũng hay tịch tỉnh nơi lục nhập, với các pháp giới chẳng trụ trước, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu thấy Như Lai chân pháp giới, dựng được vô thượng đại pháp tràng, thấy tất cả pháp tướng như quyển, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu thấy không người thí người thọ, không làm không thọ cũng như vậy. Nếu không chánh kiến và tà kiến, người này hay lễ vô thượng tôn. Chẳng quyết định ở trong bồ đề, cũng chẳng quyết định ở sanh tử, xa lìa tất cả các phiền não, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu người chí tâm tu thiện pháp, tịnh thân khẩu ý cả 3 nghiệp cũng đều phục được tất cả căn, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu nhẫn các pháp không có ngã, chẳng thành bồ đề bỏ chúng sanh, vì đại bồ đề trì tịnh giới, người này hay lễ vô thượng tôn. Nếu quán các pháp như dương diệm, chúng sanh bình đẳng như hư không, tịnh tâm chẳng khởi những tâm tưởng, người này hay lễ vô thượng tôn. Vì các chúng sanh thọ khổ lớn, vì đại bồ đề tu nhẫn nhục, quán các pháp như trăng trong nước, người này hay lễ vô thượng tôn. Quán không chúng sanh nhân thọ mạng, cũng vì chúng sanh tu bồ đề, quán pháp niệm niệm tướng diệt tận,
người này hay lễ vô thượng tôn, thọ khổ địa ngục tâm chẳng thối, càng thêm tinh tiến tu đại đạo, nghe các pháp không lòng chẳng sợ. Người này hay lễ vô thượng tôn, tất cả cảnh giới không quái ngại, cũng như động thủ giữa hư không, cũng quán tam thế tướng bình đẳng. Người này hay lễ vô thượng tôn, nếu ma chẳng biết được tâm người. Người này đã được đại thần thông, nếu thuyết pháp tự nghĩa vô tận. Người này hay lễ vô thượng tôn, nếu hay nghe khắp chư Phật âm, nghe rồi thọ trì rộng tuyên thuyết, chẳng thấy tam bửu tướng sai biệt. Người này hay lễ vô thượng tôn, Như Lai đủ sáu ba la mật, không khứ không lai như hư không, biết rõ tất cả chúng sanh giới. Vì vậy tôi lễ vô thượng tôn, Như Lai thành tựu công đức lớn, trọn chẳng sanh lòng tợ ngã mạn. Tôi nay kính lễ Phật sắc tượng, thân Phật thế gian chẳng làm được. Phật quang hơn tất cả các quang, Phật âm thù diệu cũng tối thượng, Phật đảnh không ai nhìn thấy được. Vì vậy tôi lễ vô thượng tôn, Như Lai biết rõ chúng sanh giải, tùy giải vì họ diễn nói pháp. Phật biết pháp trị các phiền não, vì vậy tôi lễ vô thượng tôn. Nói kệ tán thán Đức Phật rồi, Hải Huệ Đại Bồ Tát từ hư không xuống bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi ở đây có ít pháp muốn hỏi, mong Đức Thế Tôn hứa cho. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này Hải Huệ, tùy ý ông hỏi, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây tôi có nghe Tịnh Ấn Tam Muội, Bồ Tát an trụ Tam Muội này thì được vô thượng Bồ Đề. Mong Đức Thế Tôn nói về Tam Muội ấy cho khắp các Bồ Tát đều được nghe. Nghe xong đều sẽ trang nghiêm tu hành vì vô thượng Bồ Đề vậy. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, chí tâm lắng nghe, nay Phật sẽ nói cho. Này thiện nam tử, như bửu châu thanh tịnh được thọ khéo trao dồi, nên giá trị vô lượng, mọi người để quý trọng. Này thiện nam tử, Bồ Tát sơ phát Bồ Đề tâm, rồi tu pháp lành đa văn tư duy quán sát pháp giới thanh tịnh sơ tâm. Sơ tâm đã thanh tịnh thì được chư Phật chư Bồ Tát kính niệm, thì được Tịnh Ấn Tam Muội. Này thiện nam tử, Tịnh Bửu Châu đã nói ở trên đó, rời lìa chín thứ bửu, đó là chất vàng, chất bạc, chất lưu ly, chất pha lê, chất mã não, chất xà cừ, chất liên hoa, chất san hô và chất công đức bửu. Rời lìa chín chất bửu ấy gọi là Tịnh Bửu Châu giá trị vô lượng, là bửu vật thọ dụng của chuyển luân thánh dương. Ánh sáng của Tịnh Bửu Châu các ánh sáng khác không sánh kịp. Này thiện nam tử, cũng vậy, Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề rời lìa chín thứ chủng tánh được Tịnh Ấn Tam Muội, đó là tánh phàm phu, tánh tín hành, tánh pháp hành, tánh nhẫn, tánh tu đà hoàng, tánh tư đà hàm, tánh a na hàm, tánh a la hán và tánh bích chi Phật. Bồ Tát rời lìa chín chủng tánh ấy nhập vào chủng tánh Phật, được Tịnh Ấn Tam Muội ban bố quang minh cho tất cả chúng sanh hơn các hàng thanh văn và bích chi Phật. Này thiện nam tử, Tịnh Bửu Châu ấy chịu được sự mài xỏ giũa ép, vì vậy mà Bửu Châu ấy có tên gọi không vết trầy. Này thiện nam tử, cũng vậy, Tịnh Ấn Tam Muội tu tập tam tụ tịnh giới, đủ mười thiện pháp, tu hành từ bi thương xót chúng sanh, thấy sự nghiệp người tự qua dùm giúp cho được thành tựu, nhớ thương tất cả tu tập xả ý tịnh, thường nhớ chúng sanh tu tứ nhiếp pháp, nhiếp thủ tất cả chúng sanh, chuyên tu lục chánh niệm, điều phục sáu căn, thiểu dục tri túc, chẳng dứt thánh chủng, ngăn các tranh tụng, phá các kiêu mạn, cung kính cúng dường các bậc sư trưởng hòa thượng kỳ cựu tôn túc, chẳng khinh khi người khác, cầu chánh pháp hộ chánh pháp, xa lìa ác pháp, nơi Phật pháp tăng lòng tin vững chắc, tâm thường duyên niệm tất cả pháp lành, chẳng tự khen chê người mà thường ca ngợi đức tốt của người, biết ơn báo ơn, thanh tịnh oai nghi, đủ hạnh nhẫn nhục,
cầu Samatha tu tập Đà La Ni, tâm luôn bình đẳng như địa thủy quả phong hư không, thường thích xuất gia tu tập tịch tỉnh, trì giới tinh tiến thân cận thiện hữu, thanh tịnh sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân tâm vô ngại. Quán sát bất tịnh để phá tham ái, tu tập từ tâm để phá giận oán, tu quán thập nhị nhân duyên để phá vô minh, xa lìa tất cả pháp chướng ngại, thí pháp không lẫn tiếc, thành tựu lục ba la mật chẳng cầu nhị thừa. Trong ngoài thanh tịnh quán sát tội lỗi sanh tử, nơi đạo Bồ Đề tâm chẳng hề hối thối, thường giáo hóa chúng sanh cho họ an trụ trong đại thừa. Này thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ những pháp như vậy, thanh tịnh, ý bất tịnh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, đây gọi là tịnh bửu châu, tịnh ấn tam muội vậy. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu có tu tập đại từ tâm, đầy đủ thành tựu thập thiện pháp, người này chắc thấy Phật Di Lặc, nên Bồ Đề tâm khó nghĩ bàn. Tu tập đại bi vì chúng sanh, cũng thường giáo hóa pháp đại thừa, vì trừ phiền não tu xả tâm, nên Bồ Đề tâm khó nghĩ bàn. Đầy đủ tu tập niệm trí huệ, và hay điều phục tự tâm mình, hay tu tri túc và thiểu dục, nên Bồ Đề tâm là tối thắng, xa lìa tất cả các ác pháp, tâm ấy dịu dàng với chúng sanh, tăng trưởng tất cả các thiện pháp, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Cung kính cúng dường Hòa Thượng Sư, kế nối thêm lớn chủng tánh thánh, xa lìa tất cả các kiêu mạn, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Tâm ấy chất trực chẳng khi dối, thường thích tịch tỉnh hóa chúng sanh, trừ bỏ kiêu mạn chẳng khinh người, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Hay nghe hay nói trì chánh pháp, dạy các chúng sanh lìa phiền não, chí tâm chuyên niệm vô thượng thừa, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Cúng dường tam bửu tinh tứ đế, xa lìa các ác tu pháp lành, chẳng giận chẳng hờn các chúng sanh, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Khách phiền não khởi sanh hổ thẹn, liền hướng mười phương Phật sám hối, tu tập thiện pháp điều các căn, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Tịnh thân khẩu ý biết nghiệp quả, biết ơn nhớ ơn hay báo đáp, tin thập nhị duyên tịnh oai nghi, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Có Samatha tu trí huệ, trì đủ tịnh giới thích Bồ Đề, thọ đại khổ não tâm chẳng động, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Tâm ấy bình đẳng như tứ đại, xem các chúng sanh đồng hư không, thường thích xuất gia tu Bồ Đề, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Ưa tịch tỉnh thanh tịnh thân tâm, tu hành pháp hạnh quán tứ đế, thiệt ngữ pháp ngữ chân nghĩa ngữ, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Theo pháp được nói mà an trụ, siêng tu tinh tiến phá ma giới, nơi pháp được tu không giải đãi, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Gần kề thiện hữu Phật Bồ Tát, hay độ chúng sanh khỏi sanh tử, hay tịnh tất cả sáu trần cảnh, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Hay lìa chướng ngại trừ ngũ cái, sáu căn thanh tịnh không kiêu mạn, đối trị tham dục sân và si, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Thường thiện tư duy đủ lục niệm, tu trợ Bồ Đề được thần thông, chẳng sợ sanh tử thích niết bàn, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Phàm thuyết chánh pháp chẳng vì lợi, ở trong các pháp không tâm hối, tu hành thiện pháp chẳng cầu báo, nên Bồ Đề tâm là tối thắng. Chẳng dùng thừa khác nhiếp chúng sanh, thuyết pháp người ưa tin thọ trì, tâm ấy vô lượng cũng vô biên, nên tâm Bồ Đề là tối thắng. Trong ngoài thanh tịnh không tội lỗi, chẳng sợ sanh tử tu Bồ Đề, lúc tu Bồ Đề tâm chẳng hối,
nên Bồ Đề Tâm là tối thắng. Biết chúng sanh giới tịnh quốc độ, trang nghiêm Bồ Đề chẳng vì mình. Giới chúng sanh mê dạy chánh đạo, nên Bồ Đề Tâm là tối thắng. Biết rõ pháp giới chân thiệt tánh, trí vô phân biệt chẳng nói được. Hay phá chúng sanh lòng kinh sợ, nên Bồ Đề Tâm là tối thắng. Nếu đầy đủ được pháp như vậy, thì hay phát tịnh Bồ Đề Tâm, chẳng bị thế gian làm ô nhiễm, phiền não nghiệp ma cũng như vậy. Nếu người hay phát tâm Bồ Đề thì đã hơn hẳn các thừa khác, hay tịnh tất cả chúng sanh tâm, cũng hay diễn thuyết đạo vô thượng. Này Hải Huệ Thiện Nam Tử, thế nào gọi là tâm Bồ Đề ép mà chẳng hư hoại? Này Thiện Nam Tử, ép ấy là nói đại bi, duyên nơi tất cả chúng sanh nối dòng tam bửu chẳng cho đoạn tuyệt. Vì Phật pháp mà trang nghiêm thiện căn 32 tướng đại nhân, 80 hình đẹp và nghiêm tịnh thế giới. Vì thủ hộ chánh pháp mà chẳng tiếc thân mạng. Này Thiện Nam Tử, nếu có bị các chúng sanh ác đánh đập, mắng nhiếc, nhiễu hại, đều nên nhịn chịu, cũng chẳng ghét bỏ tất cả chúng sanh, trong lòng chẳng hối, chẳng sầu, chẳng giận, cũng chẳng báo hại, chỉ nên yên lặng nhẫn nhịn, càng thêm tinh tiến điều phục chúng sanh. Phải suy nghĩ như vậy là người ở trong Đại Thừa phải trái khác thế tục. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh trong thế gian thì thuận theo dòng sanh tử, còn Pháp Đại Thừa thì ngược dòng sanh tử. Tất cả chúng sanh trong thế gian thì mỗi mỗi tranh tụng, còn Pháp Đại Thừa thì phá sự tranh đấu kiện tụng. Thế gian thì sân hận hại thù, còn Pháp Đại Thừa thì diệt lòng thù giận. Thế gian thì hư dối, còn Pháp Đại Thừa thì chất trực chân thiệt. Giả sử mười phương thế giới có các chúng sanh cầm dao gậy rượt đuổi Bồ Tát mà bảo rằng: ai phát tâm Bồ Đề thì ta sẽ chặt bầm thân thể nát nhừ như hột mè. Dầu gặp sự ác hại như vậy mà Bồ Tát vẫn chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng chẳng rời bỏ tất cả hạnh lành từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát suy nghĩ rằng: ta từ quá khứ trong vô lượng vô biên kiếp thọ nhiều đời rất khổ trong các địa ngục súc sanh, ngạ quỷ, nhân thiên, các thân trong lục đạo ấy làm những việc ác chẳng lợi ích mình mà cũng chẳng lợi ích cho người, làm ác thọ khổ rất lớn ở lục đạo trong vô lượng vô biên đời như vậy mà còn chịu được, huống là nhẫn chịu sự khổ để tăng trưởng pháp lành, lợi ích mình, lợi ích cho người. Nên nay ta quyết định chẳng rời bỏ tâm Bồ Đề dầu phải bị ác hại trong vô lượng vô biên đời. Bồ Tát lại nghĩ rằng: lúc người thực hành pháp lành thì phần nhiều có các ác pháp đến làm trở ngại, nếu ta không nhẫn chịu thì làm sao thực hành các pháp lành được. Người ban ta sự ác hại, ta cho người lợi lành. Người ban ta dao gậy chém đập, ta cho người vô thượng nhẫn nhục. Nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy thì phải biết chẳng lâu sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát suy nghĩ như vậy thì có thể nhẫn chịu được ba sự ép nơi thân, khẩu và ý. Thế nào là ép thân? Bồ Tát lúc thân thể bị chém đập thì y theo pháp mà thuận với người ác ấy để thành tựu đầy đủ sáu ba la mật. Thế nào là Bồ Tát bị đập chém mà được đầy đủ sáu ba la mật? Nếu lúc Bồ Tát bị chém đập chẳng tiếc thân mạng, đó là đầy đủ đàn na ba la mật. Với người ác ấy tu tập từ tâm chẳng giận thù, đó là đầy đủ thi ba la mật. Chẳng đem sự tổn hại độc ác để đáp trả lại người ác ấy, đó là sằng đề ba la mật. Vì các chúng sanh mà siêng tu tinh tiến trọn chẳng rời bỏ tâm Bồ Đề, đó là đầy đủ tỳ lê gia ba la mật. Lúc bị hại như vậy mà tâm không loạn động, chẳng mất chánh niệm, tâm ý thanh tịnh, đó là thiền na ba la mật. Quán thân vô thường khổ vô ngã như cỏ cây ngói đá, đó là đầy đủ bát nhã ba la mật. Vì đầy đủ sáu ba la mật rồi ép mà chẳng hư hoại Bồ Đề tâm, đây gọi là ép thân. Thế nào là ép miệng? Nhịn chịu tất cả lời ác mắng nhục,
hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, chỉ tự trách mình phiền não kiết sử, chẳng hề oán ghét người, vì các chúng sanh mà tu tập từ bi. Lúc Đại Bồ Tát tu tập nhịn chịu lời mắng nhục như vậy thì đầy đủ 6 ba la mật. Lúc ấy Đại Bồ Tát nghĩ rằng người này vì sang tham mà gần kề ác hữu nên có ác tâm ấy, ta vì phá tâm sang tham tu tập bố thí gần kề thiện hữu nên hay ta có thể bỏ tâm giận hờn thù ghét. Đó là đầy đủ đàn na ba la mật. Lúc ấy Đại Bồ Tát nghĩ rằng người này không tin nghiệp quả phá giới mắng chửi ta, còn ta tin nghiệp quả thọ trì tịnh giới tu dưỡng tâm bồ đề, hộ trì chánh pháp, tùy thuận chúng sanh. Đó là đầy đủ thi la ba la mật. Lúc ấy Đại Bồ Tát nghĩ rằng người này giải đãi chẳng tu tập pháp lành nên có ác tâm mắng nhiếc ta, còn ta siêng tu tinh tiến các pháp lành, rời bỏ tâm sân nơi pháp lành, ta chẳng hề nhàm đủ. Nay ta nên lập phương tiện cho người này trước ngồi dưới cội bồ đề, rồi sau ta mới thành quả bồ đề. Đó là đầy đủ tinh tiến ba la mật. Lúc ấy Đại Bồ Tát nghĩ rằng người này thất niệm cuồng loạn phóng dật, bị phiền não ô nhiễm nên sanh ác tâm mắng nhiếc ta. Nay ta phá hoại tất cả phiền não vì các ác chúng sanh này mà vững phát tâm bồ đề. Nếu các chúng sanh đều thanh tịnh cả thì còn có nhân duyên gì mà ta phát tâm bồ đề? Vì vậy nên chuyên tâm duyên niệm bồ đề, tâm chẳng loạn động. Đó là đầy đủ thiền ba la mật. Lúc ấy Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng người này chấp ngã ngã sở, chúng sanh thọ mạng sĩ phô, còn ta thì y dựa pháp giới, trong pháp giới ai mắng ai chịu cũng chẳng thấy có một pháp nào là mắng, là kẻ mắng. Đó là đầy đủ bát nhã ba la mật. Lúc bị người mắng nhiếc nhục mạ mà có thể chí tâm thọ trì tu hành năm ba la mật như vậy thì đồng thời đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Đây gọi là ép khẩu. Thế nào là ép ý? Bồ Tát phát bồ đề tâm chẳng sợ chúng ma mà thối tâm, chẳng sợ tất cả chúng tà kiến dị kiến mà thối tâm, chẳng sợ những sự đau khổ nơi địa ngục súc sanh ngạ quỷ mà thối tâm. Nếu thấy có hình tượng Phật đến bảo rằng ngươi chẳng có khả năng phát tâm bồ đề, đạo bồ đề rất khó tu, khó được, chẳng bằng ngươi sớm tu pháp thanh văn thừa, mau chứng niết bàn, hưởng an lạc lớn. Nghe lời trên đây, Bồ Tát liền nghĩ rằng đạo bồ đề hoặc khó hay dễ, ta vẫn vững tâm chẳng thối, ta quyết tự có khả năng sẽ đến ngồi tòa kim cương dưới cội bồ đề. Trước kia ta vì tất cả chúng sanh mà phát tâm nguyện sẽ đem pháp đại thừa vô thượng ban cho họ, nay sao ta lại khi dối họ mà thối tâm? Ta phải tùy thuận tâm chư Phật chịu đựng những sự ép tâm ép ý như vậy, giữ vững tâm đại bồ đề, càng thêm tinh tiến tu tập đạo vô thượng, để khỏi khi phụ chư Phật nhân thiên đại chúng và với chính mình. Đây gọi là ép tâm ý.